đầu tiên, Greg úi giời. Vâng, quân em ơi. Vâng, xăm xăm, phô. Vâng, một con AC nữa. Và là cung ăn ở đầu quay này. PK2 Summer. Greg Per là bên kia. Vâng, 2 Sam, 1 Greg, 1 Per, bên này có Greg luôn. Vâng, Chip Boy là người cầm Funesian. Vơ là người cầm Greg. Truy Mệnh là người cầm Asia. Như vậy Truy Mệnh là người chủ lực trong trận đấu này. Cùng với đó là Chip Boy có thể là bài đánh cung đầu của anh cũng được. Mình đánh 2 cung, mình kia 2 Summer, khả năng đánh cung cao. Nếu mà trong cánh nó một xem bài dâng lờ rồi xem Chip Boy xem bài có khung ra bài đánh cung đầu cánh. Còn có thêm bài hiêu rồi. Thế bên mình hai Greg ở căng ấy, hai Greg và chúng ta cũng đến màn hình máy game thủ cover rồi. Vâng, diễn viên chính trong buổi giờ trực tiếp này. Mic rè đổi giảm một chút. Rồi, chúng ta cùng đến với vơ bài có một bài yêu. Hoàng yêu là thời có 4 con là đồ hơi minh binh. Hôm qua thì đồ mắc binh, hôm nay đồ hơi minh binh. Khá nhiều rừng. Bên kia có một chém tuyển, duy nhất là Persian thôi. Hay cứ bình tĩnh mà đánh. Mà Greg nó rất kỵ những quân như kiểu Per hay Pan. Có những con y rất khó chịu. Theo chuyên mệnh báo về nhà IC đang hơi thiếu rừng một chút. Và như vậy là theo No 1 báo về thì No 1 anh muốn đánh chắc nhà trong trận đấu này. Chuyên mệnh đây, úi rồi nhà ông Minh nuôi sư tử à. Úi giời ơi, vâng loáng thoáng 5 con rồi. Đấy mà máy yêu thủ Chip Boy. Phonesian. Tiếng game mắc binh rồi, ông nào không nghe được tiếng game. Alo. Rồi, bà Chip Boy có đôi voi về nhà chính rồi. Và mấy con hiêu. Vâng, hình như là hiêu 4 thì sao ấy. Vâng, kích đời 743 với 23 nông dân của phô. Như vậy là bà đánh chém của Chip Boy. Thêm một con voi nữa. Không biết nó có cái quả phụ ấy. À đây rồi. Bà được mắc đồ dành cho phô rồi. Còn thiết kế BB rồi em. Với khoản ép đời này mấy ông 96 rồi mắc binh lắm. Vâng, căn bản ở đây đang đánh mấy kèo bô láo nữa. Vâng, nên là không khí nó hơi nào một chút mà các bạn thông cảm. Vâng, kèo đấu rất cảm ơn các nhà tài trợ đó. Nhà tài trợ Newman, website bóng đá fan, nhà tài trợ William Field đã cùng đồng hành cùng team Game TV trong suốt mọi kèo đấu. Rồi BL BM được thiết kế đến từ Chip Boy. Rồi đóng một bé đen vàng.
Rồi, nâng cấp công nghệ cho con giò. Vâng, ở xây giò. Cầu giã, ui rồi, lại quả phu nữa, ui rồi, bài mắc binh luôn. Vâng. À, không lên đời đấy. À, một Summer, một Greg chưa lên đời thôi. Vâng, đây là 3 Greg đến từ game thủ V-Man hay còn gọi là Simang. Vâng, không hiểu ông này V-Man là nghĩa là cái gì. Vâng, trừ T-Boy ở hồ cánh này cân 2 đến với Vơ thôi. Vơ đầu cánh bên kia không biết thế nào. Đây, 26, vâng, 25 dân là một con giò thì phải. Đây con giò của Vơ có công nhưng không có giáp. Bãi vàng đã kín đến từ cờ vơ. Hoàng hoàng được bãi quả ở đây. Đầu cánh em màu 2, Summer, Summer đánh gì vơ ơi. Màu 2 cơ mà, 2 đầu cánh ấy. Rồi màu 4 dường như là dưng lờ cho màu 2 nhá. Và màu giò là chém thẳng bãi hoàng luôn. Đây là nhà của Persian. Sóc chém. Và ăn con đôi voi cẩn thận nhá. Cố gắng vừa lên cái xe đã. Ui đây rồi, bãi gỗ bình tĩnh, đợi chém đến. Đây rồi, bãi quả hoang của Pơ luôn, từ con chém đến giải quyết hết. Vâng, dân Pơ mà không phải nghĩ. Còn đây con chèn giò nó không có giáp, nó cũng phải e bắt ra thì nó nhớ hình lên. Đây là thầu rồi. Vâng, T tức là tiểu bàn thầu. V-Man là xi măng, BB là BB. Pơ dưng là. Rồi đây rồi, có bãi quả hoang này ở mát máy. Kín thật. Cô nhà pơ lắm quá. Rồi một cái y luôn. Và đây là đắp. Nó bắt đầu yếu rồi đấy, ăn dân hoang bị bắt hết rồi. Rồi, Persian của tiểu bàn thầu chết khá nhiều dân bởi cả vơ rồi. Vâng, kèo tạm thời em chưa biết là chốt mấy C. Rồi, vụt. Rồi, cướp được bãi quả này không? Vâng, tám một cái y luôn. Hay dưng lờ mà. À, đến màn hình máy có thủ truy mệnh. Ủa, Pơ khỏe ấy. Rồi. Normal xem như thế nào. 49/76. Rồi, y thủ đến từ Normal. Bên kia nó không có cung tuyển nên là bài đánh y thủ tốt. Vơ. Chipboy đây. Thằng lại 38 và Chipboy đang cân cánh này rồi. À, thằng 1 nó không đẩy quân đi đâu nhá. Nó không qua được Chipboy đâu. Rồi, đây là nhà của thủ 1 Summerian nó phang nó luôn chứ còn gì nữa. Rồi Summer nó làm gì có vị gì. Rồi vụt tiếp. Rồi, đây là BB được cái cầm cung Summerian. Thấy vừa bảo vệ là bơ phít hẳn rồi à. Mất luôn bãi vàng mát máy. Vơ cũng tham còn 1x thôi, nhưng mà chém này bán máu đồng đội là tốt lắm rồi. Rồi đến mà máy cái thủ truy mệnh người cầm chủ lực. Vâng 32, tham vẫn chưa nở ra được. Pơ đi rát quá. Nhiều gỗ lắm nha, vét thêm ruộng mà nhiều gỗ ít thực. Kìa thằng 2 nó chơi kìa. Vơ giờ chỉ đi quản được thôi, khó quấy lắm, không có quân mấy. Thằng 3 có 2 con chém thôi. Rồi đứng con đen ra, vẩy ra trong. Vâng, Pơ đi chân lực. Nó tích lạc đà thôi, nó còn mỗi chút lạc đà thôi. Sang đây nó một đây.
Sané mang tất sang, nó không bay nhà đấy. Đằng sau nhà chính nhá, trên nhà chính đằng nhà chính như mày không có gì đâu. Thôi, tháo cống. Vâng, bài truy mệnh nó bị hai người ôm. Tham Lai mình bắt đầu bị đi rồi. Đến mày ấy game thủ Chip Boy Tham Lai 46. Vâng, Chip Boy chuyển dần nó đánh cung R đi em ơi. Vâng, No 1 là người to nhất ở trên bên phía bên này. Dạ. Như vậy là một tên Chip Boy bị tạt. Phải e vào. BB luôn, phải BB luôn. BB luôn, đúng rồi. Không ai gom được đồ, bơm đồ cho No 1 không? Vâng, đến máy cấp thủ của vơ. Tham Lai 23 rồi, tốt lắm. Vơ nhiều chém ấy, vơ tích được nhiều chém lắm. Nó đồng quân lắm, không ôm được đâu. Chip Boy chuyển dần anh cung em ơi. Vâng, bên kia nhà No 1 đang bị Chip Boy quấy liên tục luôn, với chỉ có hai con lạc đà với một con R thôi. Hơi khoai. Rồi đến bên này là vơ rồi, vơ vơ loạt tơn. Phang, phang nó. Đúng rồi. Úi trời ơi. Còn đây đây là ai đây? U97 à em. Rồi vào thẳng ruộng luôn. Một hai lủng ruộng chính tơn nhá. Và một hai lủng nhà ấy. Rồi. Vâng, thấy truy mệnh bảo vệ là 1 đứng hết quân nè. Không phải cứu đâu. Thằng 2 nó mất tay lắm, ủa nó chết rồi, tầm mười mấy thằng dân rồi. Vừa chém rất hay trận điều này. Ôi kìa 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 kìa. Úi giời, đúng rồi. Bò à, bò à. Bò với cậu à. Vâng. Và cứ chạy lăng quăng nhà thôi để nó mất tay. Nó thoát được 3 con chém này thì tôi. Rồi, phang á. Rồi ra rồi, thoát được 3 con chém. 4 con. Đây bạn. Rồi tiếp tục. Ấy, ấy rồi. Vâng, No 1 chủ động mà lên 4 nhá. À lên 4 xong rồi, tốt. Ui trời ơi. Thằng 2 nó lủng nhà lắm. Vâng, chim mệnh tham còn 17 thôi, cố gắng hồi lên chim mệnh ơi. Vâng, Chip Boy tham lại. Sao cũng còn đầu 1 thế này. Vâng, tham hơi khó đấy. Chưa nói trước điều gì đâu này. Vâng, No 1 đẩy quân đi. Bên mình 2 nhà mới tham còn 1 đích thôi. Nhưng mà đây mà mình là No 1 lên 4 rồi. Ui giời, từ đây con đi đẹp nó tràn vào thì mắc binh luôn. Bên kia thì cung R cùi. Cung R Summer. Cung R Summer nó chả hơn được cái cung R nào cả. Rồi. Bút mắt. Rồi, à đập ca rồi nhá, thằng 1 đập ca rồi. Chồng nát nhà đây. Vâng, lên y thần luôn cho nó mát. Rồi, phang nó. Rồi, một cái y nữa, hai cái y nữa luôn. Vâng. Úi giời, BB luôn. Ôi, thằng 3 đông y đấy. 3 Greg. Xúc y em ơi. Nó 1 rồi, xúc y á. Đồ nhiều lắm, để tích lên đi thần à. Rồi. Rồi, chim mạnh ơi, 24 rồi sang bắn mấy con đi Greg mà cũng rời si rỉa tí chết. Vơ. Tham Lai 25 vâng cũng khá nhiều chém đấy. Vơ ơi, vào thằng 1 luôn này. Vào thằng 1 luôn. Đấy là 1 ngay trong ấy. Nó 1 đây, đang đâm nổ nhà mà cái thủ mà 1 nhà 1 bay nhà rồi. Có phù đến từ 13 nhá, 1 con phù. Vâng, Tham Lai mình bắt đầu đi lên rồi. Vừa nhìn thấy Chip Boy bên cạnh xoay tham. Kìa.
Vơ, phải người đi quản. Đây, chip boy tham 13 thôi. Chip boy hồi khỏe lên. Rồi. 24 đến từ cơ bơ. Đi đâu đây? Ăn vàng. Vàng. Thầm 1 nó không có vàng đâu nhá. Thầm 1 nó không có vàng nhiều đâu. Ui, tham lại đi lắm rồi. Nó 1. 2 ông nào, ông U97, U97 lùng nhà tơn rồi, không khỏe đâu. Lủng tuấn đau ấy, chết mười mấy dân dụng chính. Y kìa. Vâng, Y đã chiêng đồng 3. Giáp mới là giáp 2 thôi. Vâng, nâng xịt vòng ngọc. Bó tay ông thần. Vâng, truy mệnh bị ốp. Truy mệnh tham bao nhiêu? 38. Đúng rồi, có gì đâu, ông làm ăn chính ở bên này mà. Vâng, bây giờ vơ phải nhiệm vụ đi quản vàng của ông M1. M1 không có nhiều vàng, vơ. Nó chỉ ăn loanh quanh ở nhà thôi. Vâng. Tham lai M1 đang to nhất bản đồ. Ờ 19. Nó một đây. Thôi xem cái màn hình Full HD thôi. Vâng, dí tiếp. Thằng 1 âm bao nhiêu đồ rồi? Có được không? Bị âm đồ không? Vâng, 1 bắt đầu cũng có hot rồi. Hot tầm xa 2 đến từ Samaria. Ui, ông này chỗ này mang nhiều ý này. Mang ra đây thủ đúng không? Mang trước cửa nhà này. Thằng 2, thằng 3 đánh phù. Nhưng mà nó xây phù là thằng 1. Và nghi Greg sợ mỗi phù. Rồi. Xúc nó. Dí sâu vào. Và 1 nó không có lực đúng không? Bên kia có mỗi thằng 2 để bơm đồ thôi. Vâng, đến máy thủ cover thế nào. Đây là chip boy, vơ đây. 27-36. Bắt đầu đi quả. Ờ, trong nhà có vài con thôi. Rồi, BB đi sai, tỷ số là 1-0 này cho dưới game team game TV. Ta cũng đến với trận đấu quân bên mình à. Không phải là nhìn như thế nào. Trận đấu mà chém khá tốt cũng đến từ vơ luôn. Vơ bài lọt nhà màu 2 khá tốt. Rồi, đến chuẩn bị đến quay trận đấu tiếp theo thôi. Trận đấu thứ 2.